Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái tựa game Tank Mechanic Simulator này. Thì bây giờ để mình kết thúc hợp đồng này và mình nhận tiền cái đã. Đây là cái hôm bữa đây. Nhận tiền 60.000. Kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng tới như vậy. Bây giờ mình sẽ tìm những cái công việc mà nó có liên quan tới vụ đi xới đất tiếp ha. Chứ mình không có muốn đi có Tiger One à. KV1 hôm bữa mình nhớ mình khôi phục rồi. Với lại á, cái con xe tăng hôm bữa á, là mình lấy ở cái khu đào, bây giờ mình đem về đây là coi hình như cái hợp đồng mình cần phải trả con đó đó chứ không phải là giữ con đó đâu. Có khi mình nhầm á, đây là cái con KV1 nè. Mình đem về lại workshop. Đem về đó xem là có kết thúc hợp đồng được hay không, tại vì mình khá là nghi ngờ cái vụ này. Không có. Đây là cái nhớ mình nhớ có cái hôm bữa có cái hợp đồng mình nhận á của ông Bill, hình như là của ông Bill. Này là Tiger One cần sửa. Các bạn tâm là mình sẽ để ở đó thì mình nó sẽ vẫn như vậy hoài ha. Bây giờ mình nổ máy với con cây Bill cho các bạn xem. Hiện tại nổ máy được rồi nhưng mà chạy thì chưa được thôi. Ủa nổ máy ở đâu á ta? Này nổ máy nè. Và cái vấn đề mà xe tăng chạy xăng và chạy dầu thì có nhiều bạn Engine Play. Ê, tính ra con này thiếu nhiều đồ lắm luôn, chưa có đủ đâu. Mình đổ thử xăng, nói chung là đổ nhiên liệu cho con xe tăng này và đổ nhớt, nói chung là đổ đầy đủ vô xem là nó có hoạt động được cái động cơ này không. Còn nó báo cái kia thiếu, mình chả biết nó thiếu cái gì luôn á. Hôm bữa mình có nhiều bạn nói với mình là mấy cái con xe tăng sau 1945 hay sau đó thì nó chạy bằng dầu, còn trước đó là chạy bằng xăng. Nói chung là nhiều loại lắm ha. Còn trong này thì trong này có 9 con và mình không biết 9 con này là có thực sự là chạy bằng dầu hết không hay là chạy bằng xăng. Thì mình chỉ biết sơ sơ thôi chứ mình cũng không có tìm hiểu nhiều lắm. Đây là đây là đổ nước nước làm mát ha. Ồ, hai bình luôn, một bình nước làm mát, một bình bên này là bình nhiên liệu. Hai bình này, hai bình hông đây. Rồi. Nổ máy thử xem có được hay không. Cái engine play là cái nào hết ta? À ok, kiểm tra thì mình cho động cơ mình thiếu một cái phần nhỏ, nó không có để máy được. Xin xin. Cái tiếng máy nghe cũng rất là thật nha các bạn. Nghe đã lắm luôn. Nhưng mà hiện tại mình chưa chạy được thôi. Ở cái này mình sơn thiếu một phần trăm nữa thôi là xong con này luôn, con KV1 này. Sơn thiếu một chỗ 1% duy nhất nữa thôi. Còn lại là ổn hết, toàn bộ là như mới luôn. Con này giờ đem ra bắn nhau rồi ngon lành luôn á. Có cái là không có chạy được, mình chỉ nổ máy nó chưa cho chạy. Sau này nó cho chạy mình sẽ test với các bạn sau ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm đi đi đào đất tiếp, đi tìm xe tăng tiếp. Rồi bây giờ đem con này về bảo tàng cái đã. Mình mới đi sơn lại luôn 100% rồi. Nói chung là mấy cái nó nhỏ nhỏ không có vừa ý. Đem về bảo tàng ha. Bye bye số 1 đi. Bye bye. Và bây giờ các bạn muốn đi tìm thì các bạn phải nhận hợp đồng trong này thì phải. Đây, grab your server. Cái này như cũ rồi đúng không? Xóa đi. Tank extraction. Extraction là sao nhỉ? Để mình vô thử mình nhận thử cái shop này xem. Rồi. Sao nữa? À, cái extraction này là cái cũng là đi đi tìm xe tăng đó các bạn. Na ná với cái kia nhưng mà cái này giống như kiểu người ta thuê mình hay sao á. Bây giờ để mình load tới khu vực này cái đã. Đây, đây là một cái địa điểm gọi là tìm một cái xe tăng mới. Đây là không phải địa điểm cũ nữa. Các bạn thấy không? Có cầu luôn nè. Cầu này cầu gỗ, cầu này chở lâu lắm rồi á. Cầu này cái tuổi đời nó hơi bị dữ dằn luôn á. Trời ơi. Cái xe này phải đem về được ngon ha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái máy dò tìm kim loại. Để mình coi còn nhớ mở bản đồ đâu, quên bà nữa. Nhớ mở bản đồ ta. Bữa có nhớ cách mở bản đồ mà quên mất tiêu rồi. MH. Thôi nói chung là mở bản đồ là trên cái laptop. Cái laptop mới mở được. Laptop đâu rồi ta? Đây là laptop đây. Đó, laptop đây, cái khu vực mà hình như chấm này mới là có đồ nè. Bây giờ mình sẽ đi thử máy dò kim loại trước đi. Mới vô nó đúng là nó chỉ cho các bạn máy dò kim loại thôi.
mà tại vì mình xịn sò cho nên mình mở được cái máy gọi là do được như nó hiển thị nguyên cái bản đồ ở dưới, nguyên cái xe bự á các bạn. Khu này chắc chả có gì đâu. Đi ra gần gần tới suối luôn, sông luôn rồi. Nó đơn giản là cái máy này nó dành cho những người mới bắt đầu vô, nó sẽ cho các bạn cái máy này, máy giọt kim loại thôi. Còn cái máy kia là nó kiểu như nó phát hiện được nguyên một cái hình sao, nó vẽ được nguyên cái xe tăng, mình không biết nó gọi là cái máy gì ta. Magnetometer, như kiểu máy dò 500 hay sao á. Đây nè. Đó, cái máy này thì nó sẽ dò được các bạn là cái khu vực nó như thế nào. Màu xanh là chỗ mình đã đi rồi, các bạn thấy không? Còn cái chấm á, cái khu vực đó mới là khu vực mà có xe tăng. Còn chỗ này thì chắc nó không bao giờ có đâu. Thì mình đi thử cho các bạn xem. Giờ bản đồ nó hiển thị ra luôn rồi các bạn thấy không? Mình đi tới đâu là nó vẽ ra cái đường màu xanh tới đó luôn á. Rất là thật. Này, bây giờ mình đi vòng, các bạn thấy cái bản đồ nó vẽ không? Vẽ cái đường xanh không? Có nghĩa là cái đường xanh này là đánh dấu coi biết, cho biết, cho mình biết là mình đã đi tới đâu rồi. Để nó tắt màn hình đi, bật lại thôi. Có nghĩa là nó hiển thị vị trí mình đã đi được. Rất là hay luôn. Ê, mà hồi mình cần cái quét mình lên cầu, mình quét hoặc là mình xuống xe mình quét thử coi nó được không ta. Mấy máy này giờ sẽ tăng thì được chứ giờ này hơi gắt à. Đâu giờ ra đâu, thấy chưa? Xe này đâu ra đâu, nó dò dưới lòng đất không à. Để mình test từ cái máy kia, hôm nay đi test đồ xong rồi tí nữa mới làm sao. Đường này nó cũng không sao chứ, nói chung là giống như là nhìn nó chỉ phát hiện được mỗi xe tăng thôi vậy nè. Các bạn thấy không, trên cái nắp xe luôn nè mà nó chả có hú cái gì hết trơn á. Dăm ba cái con máy dởm. Thôi lên xe mình đi ha, bây giờ mình đi tới cái khu mà nó như nó nằm bên kia đúng không? Mở laptop lên cho nè. Đúng rồi, xe mình đang đây, nằm đi xuống dưới này rồi. Ok, đi lên. Đề máy là chữ E. Nhớ còn phanh tay nữa, phanh tay là handbrake là X rồi. Xe nó bị lỗi, nó không chạy thẳng được. Ta đi lùi không à, xe mất dởm luôn. Cái này có mở đèn nữa nè, bây giờ bỏ phanh tay nó còn đi lùi chả biết tại sao luôn. Ok, đi thẳng luôn. Nói chung là game này mình rất là khoái hơn cái tựa game Plan, tại vì Plan nó chỉ có trong cái gọi là cái hangar nó thôi, toàn là máy bay không mà chả có mình cho mình làm gì khác hết trơn, không cho bay thử cũng chả có mấy con xe như vậy đi tìm đồ, nó không có thú vị nữa. Ít nhất nó phải cho mình một cái khu rừng xong rồi mình vô mình tìm mấy cái máy bay mà nó bị rơi đồ á. Trời ơi, cũng chế lại xuống cái thùng đi đúng đường ha. Đi đúng đường ta. Đúng rồi, đúng rồi. Xe mình kế bên đây, về lại cái khu này nè. Bây giờ mình lấy máy giò kim loại mình chơi trước ha. Bỏ đi, bỏ máy này đi. Đúng ta, để mình dựng cái máy đây thử. Nằm bên hông xe đúng không? Đúng rồi. Chắc đúng rồi á. Đúng rồi, đúng rồi, chắc là đúng. Ôi, cái máy mới giật rồi. Đây nè. Ủa, có lộn không ta? Không biết lộn không nữa. Lỡ một. Ồ, ồ. Quay trở lại khu nhiệm vụ.
Ủa, phải có lộn hay là bên nằm bên kia vậy? Thấy hơi bị lộn chỗ quá. Bên này đâu có gì đâu. Để qua bên này thử. À, bên này mới đúng chỗ nè, bên này. Thấy nó sâu sâu hơn nè. Bây giờ này không biết khi nào mới ra luôn á. Thật sự cái máy kia nó rất là dễ, nó bự, cái phạm vi nó quét rất là rộng. Còn phạm vi quét của cái này nó nhỏ lắm. Xuống nước chìm chết, từ từ. Để mình lấy cái máy kia mình đi quét đi cho nó dễ, máy này quét không được. Máy này không ổn. Máy này dành cho người mới chơi thôi, mà mới chơi mà chơi máy này chết luôn á. Nè con xe này nó có cái hình bản đồ nữa, các bạn thấy không? Nó xịn không? Giờ mình đang đi ở phía rìa, vậy là trong này đúng không? Không không, ngược lại bên này. À, đúng là máy xịn có khác. Nó đánh dấu, nó phân vùng được cho mình luôn. Đi từ thôi nè. Từ thôi nè. Cái này là nếu mà các bạn tìm được con xe tăng, nó sẽ hiển thị trên cái màu xanh này. Còn cái này là chỉ là bản đồ thôi. Nếu mà các bạn tìm được một xe tăng, nó sẽ hiển thị được cái màu này. Các bạn phải bấm chữ X để đổi qua ha. Chữ X để đổi hai màn hình với nhau. Chung là nó có cho mình biết được là khi mình có đi ra khỏi quá cái vòng này hay không, thì mình sẽ đi vô lại, mình sẽ đi quét tiếp. Con xe tăng nó nằm ở đâu. Trời, hôm bữa công nhận đúng may mắn luôn á. Vừa chạy một phát một tới luôn, mà nay hơi lâu à. Nay hơi mệt nè. À đây 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 đây. Đó, các bạn thấy cái máy nó lợi không? Nó rất là lợi luôn. Nó tìm ra được những cái mà gọi là nguyên con đây nè. Để mình tìm con khác nó có không? Đánh dấu bản đồ sao ta? À, bấm chữ M. Ok. Để mình đi vòng cái con nào khác, có khi có hai con ở đây nữa. Chiến tranh mà đâu biết được. Giờ lỡ đâu rồi. Hai con nó đứng nhau nó bắn, hai đứa đứng trước mặt nhau bắn xong rồi hai con nhổm luôn sao? Kiểu con này bắn con này xong rồi con này nó nổ, xong trước kia nó nổ nó bắn thì một viên hai đứa chết luôn. Chết phải có đôi cái cặp chứ. Tụi sống mà. Không có một con à. Chạm vòng nãy giờ không thấy. Thường thì nó phát hiện ra thì nó chỉ cho mình đi đào, và đào một lần chắc là được một con thôi. Chứ mà các bạn thu hoạch hai con thì chắc chỗ không có chứa nổi. Đố các bạn con này là con gì? Cái nòng súng. Mất tiêu luôn nòng súng. À đây nòng súng đây. Nòng súng khá dài. Đây, giờ cho các bạn nha. Nhìn vô trong hình, nhìn vô trong cái nhiệt. Và cho các bạn comment phía dưới video này xem tới đây là đố các bạn đây là con xe tăng gì. Ê mà lỡ mình đặt cái tiêu đề. Ờ không mình để mình đặt cái tiêu đề khác. Ê về dọc cái đây, bây giờ có cái máy này mình vô lấy đồ nè. Về lấy xẻng đi đào nè, nè lấy cái máy kim loại cho các bạn xem. Cái xe này mình không dám chạy xuống, tụi các bạn biết sao không? Chạy xuống á nó lún xe luôn. Con xe này nó dở hơn cái con quát nhiều. Cái thằng nằm trong khu vực này đúng không? Đây đây. Đó. Bạn thấy cái kim không? Xin. Bình thường là nó kêu rất là chậm. Tầm 3 giây. Hoặc 2 giây chứ. 2 hoặc 1 thôi. Nó nhanh lên nó kêu liên tục nè. Và liên tục nè. Nhưng cái máy dò này thì nó hơi chi đa một xíu. À, bây giờ lấy xẻng đào ha. Mình đào trước rồi bắt đầu mình mới gọi xe xúc tới xúc cát lên tại một cái hố. Đấy, nó mô phỏng cái vụ đào đất cũng rất là đã. Tuy là nó không có được thật nhưng mà như vậy là cũng được rồi. Quá ổn rồi. Ơi đào. Ê nãy mình quên coi vị trí nó ở đâu ha. Bữa mình đào là ngay cái nòng súng luôn á. Còn nay hơi mù vị trí. Lại như nó hơi sâu thì phải. Ừ thấy hơi sâu quá. Ừ. Cái khu này nó rừng rậm, nó cỏ không à. Quạo dễ sợ luôn. Rất là đem xe chạy luôn. Xe này mà chạy vô cái đường này nha, nói với các bạn chứ chị nó lún á. Bữa mình bị lún lần rồi.
là dễ lúng. Ok, tìm đây khu này. Cái nào đậu xe trên trên xe tăng không ta? Dám lắm á. Thế nè, đúng rồi. Con xe mình nó nằm trên xe tăng một xíu luôn á. Đây cái máy đây. Đấy, chạy ra chỗ khác xíu đi. Trời tối nha, để mình cho các bạn xem trời xuống luôn thì nó sẽ như thế nào, mình cũng chưa biết trong này nữa. Chạy bên tay lại. Rồi xuống. Giờ lấy cái xẻng đào. Đây, coi nhìn thấy cái máy không? Để nó nằm ngay hướng này nè. Nãy mình đào hơi bị lộn. Đó, ra được xe tăng rồi nè. Cũng được cái lớp đất nó che cũng đâu có nhiều. Bự vậy. Đây, xe tăng đây các bạn thấy không? Tối luôn rồi, trời tối thui luôn. Thôi, chắc đi. Để gọi xe tới. Đây, cái máy này, mình rất là thích cái máy này luôn thực sự. Nó tạo hình nguyên một xe tăng rất là thật. Tới đi. Rồi, tới lên, trời tối rồi. Đích nè, tạo nè. Này là bay drone. Drone và vệ tinh thì cái này chẳng có gì cả. Drone thì bay thôi. Bây giờ bật. Ủa gọi người ta sao ta? Excavation crew to extract the tank. Ủa bớt mình nhớ mình gọi được mà. À đây, gọi là mình phải tốn 2.000 đô. Cái vụ gì? Ê, nguyên con xe tăng ở đây là tụi bay. Hình như nó đào lộn, mấy thằng quỷ này nó ngu quá à. Xe tăng nó nằm bên này nhưng mà nó lại đào bên kia. Tụi bay ngu vậy, ăn gì chờ tao ăn với. Nhưng mà phải chọn đúng vị trí nữa. Từ nha, chọn sai trí là trời tối luôn rồi nè. Không có đèn á ta. Đây có đèn pin. Cái nè, nó là cái xe tăng nó bên này mà mình bấm nó đào bên này thì nó báo không có cái gì cả, cấm biển luôn nè. Ui vãi. Chiếc một bùa nhùi như đây luôn. Cái khu vực mình lựa chọn bây giờ nó không phù hợp để cho nó gọi cái máy xúc cho nó tới. Tại vì cái máy xúc nó kiểu sao ta, nó bị lụng, nó bị hố á. Rồi ok có rồi nè. Wow, con này con gì đây ta? Đố các bạn á. mình chả biết con này con gì luôn. Và màn đêm thì nó mô phỏng rất là thật, rất là đẹp. Bây giờ mình lấy nước mình xịt vô như hôm bữa vậy đó. Mình xịt nước vô cho nó rửa xe tăng. Bên nước ngoài cũng vậy luôn, ngoài đời cũng vậy luôn. Mình có xem một số video người ta đào xe tăng, người ta tìm những xe tăng mà ở thời chiến tranh á. Xong rồi đó, nó bị dưới mấy cái hồ đồ này kia đó. Không có cái giò nước đâu mà lần để bên này đâu mất tiêu rồi. Có không à. Không thấy cái giò nước đâu cả. Ủa mắc cười vậy, để mình... để mình đi tìm cái đã. Khi nó bị lúng thì cũng nên. Game nó có là vấn đề nhẹ khi mình cầm cái cây xẻng lên, mình định lên đây mình đào. Tại vì cái máy xịt nước nó nằm ở dưới đất này nè các bạn. Nó bị lỗi, nó bị boom hay sao. Tại vì các bạn thấy cái xe bồn không? Nó nằm ở dưới đất này nè. Và bây giờ mình không bấm phím gì mình bấm được hết. Chứ mình không giục cái cây xẻng này ra, mình không có làm được gì luôn các bạn nhìn nè. Nó bị dính cái cây xẻng luôn. Nãy mình đào được ở đây một cục xong rồi nó bị lỗi luôn tới bây giờ luôn. Thôi bây giờ mình sẽ thử out game vô lại xem là nó còn ở đây không, hay là nó đem xe tăng về nhà luôn ha. Chả biết nữa. Mình thử xem. Đây ha, đúng ra của nó phải xới tùm lum như vậy nè. Các bạn thấy nó hơi bị bung không? Đó là lúc nãy mình nói cái cây súng bắn nước nó nằm ở sát ở dưới cái ống này. Lúc nãy đất nó lên tới đây luôn. Thì mình out game ra mình vô lại thì nó đã bình thường lại rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi lấy đồ. Ok. Đây các bạn, xịt nước vô rửa xe tăng xong mình mới đem xe tăng về được. Con này con gì ta? Để mình rửa cái đã. Sherman hả? Nghỉ chơi. Trời ơi, tưởng con gì xịn lắm hay ngờ dám bá con Sherman này. Bữa mới làm xong con rồi. Này giờ về bán sắc dụng đi. Sherman thì y chang con kia thôi chứ khác gì đâu. Bữa mình mới sửa xong rồi, nó cũng không có đặc sắc lắm. Hình như là nhìn nó tạ. Nó tàn tạ phế quá.
các bạn phải xịt xe tăng, xịt nước làm sao mà nó cho nó ít nhất là trên 40% thì nó mới được ha. Bên nước ngoài ngoài đời cũng vậy luôn á, khi mà người ta đem xe tăng lên người ta xịt nước, xịt cái nước áp lực rất là mạnh, xịt vô cho nó trôi hết bùn, tại vì nó nằm ở dưới nước lâu lắm rồi, bùn dữ lắm luôn. Nằm xuống này lại tưởng con gì hấp dẫn lắm hay người sớm anh. Rồi nè các bạn ơi, xịt xong hết trơn rồi thì bây giờ mình load cái con xe tăng này lên trên cái xe container này. Mở cái menu lên. À, đây. Ủa đúng không? Đúng rồi, hình như cái này nè. Ơ nhầm, đúng vậy. Chết bà. Lộn. Nó gọn xe mình ra chứ không phải xe kia. Lộn. À, xong bấm vô. À, bấm con tăng này nè. Quên nữa, làm rồi mình cứ quên rồi đó. Lên rồi nè, bây giờ mình đi về thôi. Thì đi về thì hình như mình nhớ không được. Ơ được rồi nè. Chính tính ra là cái này từ từ nó người ta cập nhật rất là nhiều và mọi thứ đều đã mượt mà trơn tru hết rồi ha. Xịn á. Cái con này á, khi mà các bạn sửa thì nó sẽ là của các bạn luôn, hình như là vậy. Đem về bảo tàng, còn những cái con kia là của khách thôi, khách nó đem ra thôi. Đó, con này mình sửa là mình mất tiền. Sherman M4A E8 mới làm xong, con mới trả tiền, mới lấy được 60.000 đô, xong rồi giờ thêm con nó tôi nghĩ gì, đi ngủ. Để coi có đúng hợp đồng được không, mình nhớ không. Cái này là của con Sherman tiếp bỏ đi, còn là cái cũ không ta, hình như nó tới đây là hết rồi hay sao á. Còn sau này thì mình muốn thì mình phải có những cái mới hơn. Cái Tiger One với lại con KV One thì KV One mình đã làm rồi một con rồi. Vì chỉ có Tiger thôi, bên này thì các bạn xong hết các bạn mới hủy được. Mình không biết nữa. Rồi thôi ok, thì video này mình sẽ dừng tại đây ha. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này. Thì mình mới gọi là bỏ mấy cái lớp reset của nó đi thôi. Và con này thì chắc là mình sẽ làm xong mình đem nó vào bảo tàng. Chứ mình không có quay video tại vì Sherman thì mình đã từng làm rồi. Các bạn cũng biết hết bộ phận nó rồi. Thành ra là mình không có làm ha. Thường thì những cái nào mà nó lặp lại thì mình sẽ bỏ đi, mình sẽ lược bớt cho các bạn đỡ nhàm và cho các bạn được hứng thú về những con xe tăng mới hơn. Thì tổng trong này tới 9 con lận và hiện tại mình mới làm được 2 con thôi, KV1 với lại Sherman này thôi. Còn con này là vẫn là Sherman tiếp cho nên là cũng khá là lâu đó. Rồi thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và nhiều bạn mong chờ cái series game tăng này ha. Thì nếu các bạn thích thì đừng quên like cũng như là comment phía dưới. Rất là cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.